Vâng, xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh Thế Giới Gỗ Quý. Trong video hôm nay thì tiện thể khi mà kê ra ngoài để chuẩn bị đi bàn giao cho một bác khách ở Hưng Yên thì tiện thể em cũng xin phép là quay cho các bác xem một cái sản phẩm combo như này. Hôm nay thì có một cái sản phẩm bộ bàn ghế và một bàn ghế phòng khách và một bộ sản phẩm bàn ghế phòng ăn đều bằng chất liệu gỗ hương đá. Thì hai cái bộ combo của em có kích thước và cũng như là chi tiết sản phẩm như nào và những cái chế độ của cơ sở Thế Giới Đồ Gỗ là gì thì các bác cùng theo dõi hết cái video này của em ngày hôm nay. Hiện tại thì đầu tiên em sẽ giới thiệu cho các bác bộ sản phẩm bàn ghế chân hoàng gia chân 16. Với cái kích thước chân 16 thì em sẽ làm mặt ván tràn là dày 6 phân. Và đây là một bộ chất liệu gỗ hương đá. Đây là cái dáng mới nhất của năm nay. Bởi vì là khi mà với cái nhu cầu của các bác là thông thường thì em sẽ có đục ở cái phần tựa lưng này. Trương thì vẫn là trương dày 10 phân. Vẫn là trương dày 10 phân như những cái trương bình thường và trương là liền khối. Nhưng bộ này thì có khác ở một cái điểm, đó là ở cái vách lưng này thì các bác thấy là em sẽ không đục tỉa, không tỉa hoa nữa mà sẽ để trơn như thế này. Cái công dụng và cũng như là cái mục đích để trơn như này là để cho nhìn cho nó nổi hơn, nhìn cho nó dày dặn hơn. Và các bác cũng thấy đây là rất là dày. Cái vách lưng này em làm dày chuẩn 5 phân các bác nhá. Dày chuẩn 5 phân đủ luôn ạ. Và bộ sản phẩm này thì là hàng 6 món. Theo bác khách hàng của em đã đến tận nơi để ký mộc. Sau đó thì mới bắt đầu cho vào hoàn thiện. Đoạn dài thì sẽ là 2m6. Ngoài ra thì cái phần tay này em sẽ làm tay đặc 100% các bác nhé. Tay đặc 100% này. Đấy, mặt tràn dày 6 phân là liền tấm này. Mặt tràn này dày 6 phân là liền tấm này. Đấy, liền một tấm. Và đây là phun là bởi vì là bộ này thì vân nó gỗ nó rất là đẹp, cho nên là hiện tại thì em đang phun màu trần cho bác khách của em ở Hưng Yên. Đấy, bây giờ thì đã chuẩn bị xếp hàng rồi, chuẩn bị xếp hàng để giao đến cho bác khách của em rồi. Với cái bộ sản phẩm này thì với cái diện tích phòng khách nhà mình rơi vào khoảng độ 30 đến 35 mét vuông thì các bác kê nó sẽ rất là hợp lý. Và ngoài ra nếu các bác nào có nhu cầu ví dụ như là làm tất cả những cái sản phẩm hàng đặt theo yêu cầu thì là cơ sở em sẽ nhận toàn bộ. Đấy, với bộ sản phẩm này thì cả mặt đằng trước và mặt đằng sau thì em đều có đục nhá. Hiện tại thì em đang kê theo lối hình chữ U. Thực ra thì nếu mà nó sẽ có rất là nhiều kiểu kê, ví dụ như là kê chữ L, kê chữ U hay là kê đối xứng. Hôm nay thì em có một bác khách hàng cũng đang chuẩn bị mua một bộ hoàng gia mặt tràn 6 phân như thế này. Nhưng mà bác ấy muốn kê hình chữ U. Chính vì vậy là em cũng nhân mục đích là em muốn để chữ U để như thế này để quay cho các bác khách hàng của em cùng xem luôn. Đấy, với bộ sản phẩm này thì trị giá sau khi mà đã hoàn thiện xong thì với cái trị giá là 109.800.000 một bộ, tặng kèm theo kính bàn, kính đôn. Bộ này thì là có một đoạn, hai ghế, một bàn và hai đôn kẹp. Một đôn kẹp bàn và một đôn ngồi. Đấy, toàn bộ thì cơ sở em đều tỉa, đục tỉa lại hết bằng tay. Và ngoài ra thì khi mà các bác mua hàng của cơ sở em thì các bác sẽ nhận được chế độ đó là một đổi một trong vòng 30 ngày và bảo hành sản phẩm là trong vòng 5 năm. Cảm ơn các bác đã theo dõi tới cuối video. Kính chúc các bác có một sức khỏe và gia đình thật là ấm áp. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong những